Thì là nó còn ảnh hưởng mặt chủng tộc ở châu Âu có đặc biệt, chứ còn về châu Á cũng đây cũng ít nghe nói. Nhưng mà có cái người để ý là cái gương mặt, cái mắt mọc cô, cái miệng mọc cô, cái mặt nhìn nó hơi là lắm chút xíu, nhìn trẻ dễ nghi ngờ lắm, như cái nước ngọt nó sinh lên, nó sinh đều hai bên lên, nhưng mắt cô, miệng cô. Tại vì nó viêm thì cái nước ngọt nó tiến lên mắt á, còn cái miệng nó nếu mà cái gì dùng, nếu mình không có nước bọt thì sao, nước bọt mình có kháng thể, đó là cái hệ thống miễn dịch tại chỗ rất là tốt, kháng thể cái gì bị dùng vẫn nó làm ra. Nếu mà bị khô miệng nó sẽ dẫn tới hậu quả là chảy sâu răng, ôi miệng vân vân, bị trùng miệng, rồi có thể nó đi vô nội tạng, nó tấn công vô nơi khác, vô cái giá, tại vì nó bị trùng miệng nó thì nó ảnh hưởng hệ thống. Có thể gây viêm dạ dày, một số trường hợp bị động thực tại. Cái đó cũng gặp, còn cái tổ chức mọt thì gặp hơn, nó tự nhiên cái ngày sống trời nó tự nhiên nó thấy sinh cái mặt cái một bên hay má, một bên mặt thì là giống như là cái tiếng mọt đó thì thường thường là cái tiếng dưới hàm hoặc là tiếng mang tai để bị nổi lên. Thì cái sỏi đó là cái sự lắng động từ cái tiếng bọt mà nó kẹt lại, nó nằm trong tiếng, nó đậu lại sỏi và canxi. Thì cái sỏi này nó bứt một phần thì là bứt những cái ống dẫn lên của cái tiếng bọt. Hậu quả là sự tích tụ dịch trong tiếng bọt đó nó sẽ làm tăng cơ hội nhiễm trùng lên cái viêm tiếng bọt do tắc do sỏi. Cái này những gì đi siêu âm sẽ thấy thì sẽ đặt cái đầu gọi là từ làm bị các cái nguyên cục gì cảm quen cảm âm sỏi rồi cái tình trạng sinh nguyên nhiễm trùng, thậm chí là nấu áp xe có mũ nữa, thậm chí cái cấp điều trị thường là cũng may để điều mẫu lên sỏi đấy. Đó, thậm chí nó lại kéo dài á, nó lại không điều trị tình trạng như tắc kéo dài thì nó sẽ làm viêm tế bào mãn tính, nên cái tế nó bị tèo lại, rồi mô đệm thì nó nhập viêm tế bào viêm nó khô vào sơ quá, quả sẽ ảnh hưởng đến chức năng và giảm tiết tế bào. Rồi bây giờ mình qua khối u. Khối u thường gặp nhất, nhưng mà ở lứa tuổi trung niên khoảng tầm 50 tuổi trở lên thì có thể bị một bên hoặc bị hai bên. Cái tiếng nước bọt hay bị nhất đó là tiếng nước bọt mang tai, và ngay chỗ này chỗ tai sưng lên, sưng lên nó còn cọ, nó chắc chắc với sờ thì cái giới hạn có vẻ không rõ lắm, nhưng mà liệt ra mổ đây có đù ra thì là nó có dấu bào rõ, nó có dấu bào rõ. Ở trên cái mặt cắt đó thì tương đối đa dạng, nó tương đối đa dạng thì có buồn giống như sừng, rồi có buồn hơi nhầy, rồi có những cái buồn dạng chi tiết. Thì bởi vì thằng này nó có một cái tên đó là u hỗn hợp tuyến bọt. Cái u này được ở đâu ra? Cái u này được cho là do cái tế bào cơ biểu mô, cái tế bào cơ biểu mô nó bao gồm bằng những cái gì học về hô hấp, tuyến mang tai, hàm, sẽ có những cái tuyến biết gì trong, biết gì chạy, thì nó có cái tế bào tuyến mô và những cái ống tuyến đó lên, thì nó sẽ tăng sản, nó tạo ra khối u này. Nhưng mà cái mức bị quá nó rất là phong phú đa dạng, đi từ mức độ là nó bị quá tại tuyến mô như là mô nhạy, mô sụn, thậm chí có sạch rỡ đi nhận thì nó tạo ra mô xương nó rất là tinh, nhưng mà trên thực tế thì tôi đã gặp nhưng mô sụn có, mô sụn có rồi mô nhạy có mô sợi, rồi một số cái nó bị quá tại ống tuyến. Số cái nó bị quá nặng tính thì nói chung thành phần đa dạng, mình có tên là u hỗn hợp tuyến bọt. Thường thường thì nó làm tính, ví dụ bị cái u đó là mổ là lấy nó cho vào, ví dụ đây là bác sĩ chuyên lấy cho mình bố từ có người lấy giỏi hay gì, có một cái tính tế nhị là thường cái u nó hay nằm đè lên cái gì như sinh ba thì thần kinh số 5, cái thần kinh mà nó có cái nhánh vô trên cái hàm trên trên mặt rồi vậy đó. Thì nếu mà mổ mà lấy con kéo thì nó sẽ được chạm vào cái nhánh dây thần kinh, nó gây liệt hoặc là liệt một thứ chức năng của một nhánh do dây thần kinh bị bệnh, phải kéo phải lấy hết, nhưng mà thì thường có dấu vào thì mổ lấy hết dấu vào thì coi cũng chắc chắn thì nó đủ lành tính. Chỉ một số trường hợp đó là ghi nhận là những cái thành phần của cái u này nè nó hóa ác, ví dụ như là cái thành phần giống như tuyến nó thành các sinh học tuyến và là đủ hỗn hợp với bọt thì cũng có ghi nhận lại. Nên nếu có tôi thì bác sĩ giải mình phải có kỹ kỹ về những thành phần có chỗ nào nghi ngờ về đó thì mình đọc tiền đó. Rồi qua một cái u làm thứ hai, cái u này thậm chí là có một số trường phái xem như là tổn tích của cái khí quá
coi như là nếu mà quý vị tin, nhưng mà tôi tin ai cũng tin gì đó, tức là mấy cái con người á xuất phát từ dưới biển đi lên, từ những cái công thức tổ tiên giống con cá rồi lên bò lên cạn rồi đi qua từ qua những cái đời du lịch giống thì giống thú giống linh trưởng rồi nó đi qua bên đường, thành ra nó vẫn có những cái tổn tích của những cái tiến trình đi qua đó, dù những cái màng cá từ hồi xưa tổ tiên mình bơi dưới nước, nó cũng có cái kẹt kẹt ở đây nè, đấy nó lọt nước của ông trì đó, nó có mấy kẹt đấy, thì cái này cũng xem như là tổng thức của những cái công thức đó. Tuy nhiên nó không có ai cũng vậy, thường thường ta ghi nhận là ở tuổi trung niên nam đó, này học nam đi nhiều hơn nữ, mà không biết sao thường bị gặp những người hút thuốc lá, đó là hút thuốc lá cũng gặp cái ăn chồng như vậy, thì những người hút thuốc lá đấy thì nhiên là nó là một cái ô cái thứ cũng không có đó, tụi tính những vài cm thôi, thường thường thì bị một bên, nó thường cũng hai bên được bị một bên thôi, thì mẫu ra thì nó không phải cái bộ họp mà tự thấy nó cũng có dò vào trên mặt cắt đó thì có nhiều khe những màu trắng xám, có nhiều khe có những cái bọt dưới cái nhầy hoặc là dịch cọc, nhưng mà cái thương được học lớn và những em thì chết hơn ha. Nhưng mà quan trọng đó là chẩn đoán được đó, thì cái thực sự á thì coi trên dư bản nó chẩn đoán được đó, tức là nó thường thường những cái khe mình thấy ở trên đại thải thì khe nhỏ xíu, những cái khe nhỏ xíu đó thì trên vi thải á thì nó cũng dạng khe vậy, nó có những cái dạng khe thì cái biểu mô mà nó lót, biểu mô mà nó lót những cái khe này thì nó được được nó hai lớp, nó dạng những cái tế bào ánh toàn thì thường thường cũng có thể nó dạng cái bộ gai hoặc là biểu mô có lòng chuyển hơi hơi giống đủ mắt, có lòng chuyển mà hơi giống đủ mắt, nhưng mà cái nó hai lớp dạng tế bào ánh toàn ở bên dưới á, mô đệm quan trọng là có nhiều mô đệm phô, đó giống như là những quý vị nghiên cứu về cái sinh học động vật đó, cái gì hồi đó cũng ổ cá rồi, ổ mấy cá rồi coi thì chỗ nát cây mang nó cũng có mô đệm phô ở dưới á, các bạn nào mà chưa học sinh học cái mô cá thì nghiên cứu thì thủy thải cũng có vậy, nó cũng có cái kia, nó cũng có mô đệm phô, cũng có nạn phô thứ cấp của sinh vật mạnh, rồi cũng có bài đi tối để của bạn biết thành đó, nói chung thì hãy làm tên thôi, nhưng mà cơ cấu nó dạng đến dạng viện có kè. Rồi bây giờ mình qua ung thư thì thực ra cái ung thư của tuyến bọt cũng có nhiều loại lắm, nhưng mà chỉ cái hay gặp nhất á cũng là cái carcinom nhầy bì, nhầy tức là cái nhầy, còn bì á là nó giống như là biểu mô gai, không hẳn giống như da nhưng mà nó có biểu mô có cái bộ gai. Cái vị trí phát sinh á thì thực ra cái tuyến bọt chính, cái đường ống, cái tuyến mang tai, cái tuyến hàm, cái tuyến lưỡi á thì cũng phải gặp, cũng gặp nhiều lắm. Ngược lại á nó là gặp ở tuyến bọt phụ, tức là ngoài nhớ ngành tức là vị con sĩ mặt hô hấp á, ngoài ba cái nhóm tuyến bọt chính cái đường ống á thì ra như là ở trên cái khẩu cai á, có cái mềm nè, chỉ là những cái nào cái sàn miệng và cái đường cháy lưỡi á, nó còn tiếp vào phụ nữa, thì cái ung thư này á nó lại xuất phát từ cái tiếp vào phụ nhiều hơn. Đó, ở đây là nó xuất phát từ một cái tiếp vào phụ ở vùng mà không cái mà thuộc ở cái vùng mà nằm của cái ổ bệnh nữa, nó dùng vào cái mềm thì điều bệnh nhân khác thì lớn sau nhưng thấy số nghiệp tối còn còn cứ kinh chậm thường thường mới tử dụng đi không đất thì thường thường cái bệnh lý cái bọt người lớn thường là tiến sĩ có vi hoặc là nặng tới phần được rồi. Cái tổn thương u thì nó có hai dạng tế bào, những cái tế bào trên cái nhầy á thì bọt tương nó có dạng có cái nhầy, bọt tương sáng có cái nhầy, đó những cái bọt tương sáng có cái nhầy, ha dạng trên cái nhầy. Còn ngoài ra nó có thể tụ tập thành những cái đám mà dạng nó có cấu gây rút hậu viện bào là của tế bào gai. Đó, của tế bào gai nó ở trên quanh nó cũng có mô đệm, có kẹp phản ứng viên. Cái quan trọng là nó có độ ác, độ ác từ thấp tới cao thì tùy cái mức độ dị dạng tế bào, thì những cái mức độ dị dạng tế bào, mức độ biến hóa của cái tế bào u theo hướng nhạy tức là hướng bì thì nó sẽ là độ ác thấp, độ ác cao, nhưng mà nói chung đây nó sẽ lên như vậy thì nó lên thư rồi.
thường mới mổ cắt rộng ra rồi kèm theo chiếu xạ, chiếu xạ của đối tượng nhân. Rồi bây giờ mình đi xuống thực quản, được qua thực quản tới dạ dày thì mình sẽ hết qua. Rồi bây giờ mình trong thực quản thì mình đã trên đời cũng nhiều vô số, rất là nhiều vô số, nhưng mà tôi chỉ chọn những bệnh hay gặp nhất để giới thiệu. Nếu mà quý vị đi thì những cái bệnh viện chi á, di động một, di động hai, giờ có thể di động thành phố, thành phố di mổ, giờ bữa nó sẽ có được, thì có thể gặp mấy cái bé mà bị cái bệnh tự động luôn á, cái bé tự định á, đó là cấp cứu trong những đó sẽ đổi đầu vô chuyển dạng, cái những đó là teo thực quản, tức là đường mổ, mổ cái bé, hoặc là những cái bệnh tự cấp khác như những cái mổ chiều quá, bị lét thực quản, rồi viêm thực quản cho những cái cá nhân hóa chất, hoặc là vi trùng vi khuẩn thấm, rồi thực quản phá rét, cả sinh hợp thực quản như là cả sinh hợp thay như là ung thư, hoặc phá rét thì là chi tiết. Rồi bây giờ là nói về cái nguồn gốc sâu xa, chúng ta hiểu là tại sao bé sinh ra thì dò như là bị thực quản gì. Bây giờ quý vị nhớ nha, hồi quá trình phôi thai á, cái việc hóa cái phôi thai á, thì cái cấu trúc của cái đường tiêu hóa như là cái cấu trúc của đường hô hấp á, nó có chung một nguồn gốc là lá tế bào ăn đồ đẹp một từ lời ăn việc mà mẫu phân loại chứ có nhớ không, có kiến thức gì phôi thai không? Không có thì vậy nghiên cứu này nó là hậu phân loại, nó là cái hậu phân loại. Còn ví dụ như là cái gì là trung phân loại như đồ đẹp, cái nào là nó bị phát từ trung phân loại như là cái mặt là phần mềm của nó, là cái phần cơ mô phở mô sợi rồi mô xương, nó mềm thì cũng có cứng nữa, cái xương nữa thì cái đó là bị hóa từ lá thay giữa trung phân loại lá thay giữa. Còn cái gì là bị hóa từ lá thay ngoại, cái gì chúng ta là da gì nữa, cái thần kinh cấu thần kinh của mình á, cái là tầng não bộ rồi đi sau cùng bên đó là từ lá thay ngoại cách chỗ đẹp có thể ngoại là ngoại phô bì. Bây giờ trở về câu chuyện của mình là hậu phô bì, thì khi thời kỳ thì chủng chất thứ ba từ thứ tư từ thứ năm thì lúc đó là trong phôi thai á, thì từ cái hậu phô bì nó bắt đầu hình thành thì cái cấu trúc cơ bản để sau này nó tạo ra cái hệ thống đường hô hấp, rồi có khí quản và các chậu phổi để tạo ra hai lá phổi và cái hệ thống ống trước rồi là ruột trước để dần dần nó chuyển hóa ra ruột hầu họng rồi ruột thực quản vân vân. Nhưng mà cái trong cái quá trình chuyển hóa không phải là tất cả các bé đều được chuyển hóa hoàn thiện để tách biệt các cơ quan, mà sẽ có một số trường hợp nó không tách được đó, nó gọi là chuyển hóa không hoàn toàn thì sẽ có những cái bộ nó bị dính nhau, hoặc là nó kẹt vào nhau, hoặc là nó còn dấu tích một số cái. Ví dụ như là đến khi sinh ra thì có một số trường hợp thực quản nó không tách ra hẳn, mà nó có đầu nó cầm vô trong khí quản, còn đầu trên thì nó nằm túi tiền tức là không có dính phía dưới. Rồi có loại thì ở trên nó lại cầm vô trong khí quản nhưng mà ở dưới nó tiền đó. Còn cái loại nhẹ nhất là nó có cái đường thông giữa cái thực quản với khí quản, còn mà nặng nhất á là trên nó cung cấp cho khí quản mà dưới nó cung cấp cho khí quản. Cái điều may mắn á mà hay gặp nhất á là mình gặp cái kiểu A, gặp kiểu A nghĩa là trên thì dưới cấp vô, tại sao tôi nói may mắn, tại vì hồi bé nằm trong phôi thai á thì nó được dinh dưỡng qua cái đường dây rốn dòng máu như này cung cấp. Nhưng mà khi mà bé sanh ra cắt dây rốn rồi á, thì nó phải tự giống như uống sữa. Thì ngay cái động tác mà nó uống sữa mẹ hay là hay nó phải uống sữa bột gì đó, ngay cái động tác nó uống vô đó, nó sẽ bị hỗ trợ rồi. Vì nôn chớ thì mà khi nó nôn chớ ra như cái bé sơ sinh thì nó giống như là mình cho động tác sẽ bú mà không có đúng á, cho bé nằm sữa bú á là nó sẽ nó cào với cái sữa và nó khí quản là bé sẽ ói sạch ra cái người đi phổi cấp do tràn vào trong cái quả sữa mẹ nó bị phổi cấp rồi. Đó là thường bây giờ bệnh viện trong vòng mấy giờ đầu hoặc là vòng hai ngày đầu thôi, nhưng mà cái bệnh cảm khá nặng, giờ bệnh cảm là đi phổi nhà đâu biết nó bị cào rồi, nhưng mà nếu đi cái này người ta sẽ làm sao bây giờ đâu giờ là cái nó tiến lên dưới sữa quản. Cái cách điều trị cũng đơn giản, tức là nó diễn ra rồi á
trong đây cũng được đó, người ta không không biết là cái lỗ dò từ quản qua khí quản, cái người ta nói với đồng tiền là xuống cái đồng thực quản mình dưới cái nó trở lại thường nó phát triển cũng chuyện ta thường là may mắn là gặp được nó nhiều nhất. Rồi giờ quý vị học được cái một cái gì là học sinh hay gặp để được tiền đó học được. Các vị đã học được bài bản được cung cấp rồi nên không thấy thầy ngoại gì hỏi là trả lời như rõ, trả lời kiến thức cơ bản, thầy ngoại kiến thức môi đại học. Rồi bây giờ chuyện bệnh thường gặp thứ hai á là tôi giờ gì nghĩ mà người ta ối ra ối nhiều tới mức mà nó xước nó lấy thực quản rồi có ví dụ như là trong những cái bệnh cảnh như là dân nhậu uống bia gì mà uống nhất là rượu mạnh á, nồng độ cao á, uống nhiều quá cái tự nhiên cái rượu bia thực quản cái gì nói từ cái tôi cũng hơi được ra được biết rõ rồi đó, trên nó như vậy, vậy đó, vậy là ối ra, ối một hồi vậy đó, thì dân nhậu người ta xỉn rồi nhưng mà cũng còn nhìn thấy, tự nhiên thấy trong cái mấy cái phần phải rẻ có cái sợi chỉ máu, đó thì khi thấy sợi chỉ máu là biết rồi đó, là lúc đó thì cái rồi, đó thì tôi gọi là hậu chiến pha luôn request, là do ối nhiều quá, từ có những nguyên nhân như quá chất như thường chuyển rồi, còn một cái bệnh cảnh thứ hai cũng tội đó. Đó là quý vị biết đó, là do tôi làm đi thì tôi không ngại đề cập cái vấn đề răng dục sớm tinh là thì thường thấy cái bạn gái đó, tự nhiên ối quá ngày ngày vừa tới xong nó về thì nó chuyện nhẹ nhàng thì thấy bạn ối gì quá mà không ăn cái gì cũng ối hoặc là ăn cái miếng sắp ổi gì được ối bây giờ chạy vô cái xương ối thì ăn kia dạ có chuyện cô này thì đang có hồ nhiệt quán đầu thì cảnh giới chỉ là cho bao tôi biết đó thì sẽ có những chuyện những cái bà những cái người thai phụ trẻ á tức là có bầu đầu tiên á thì có một cái phản ứng chậm là những cái thai á là họ ối gì đó họ ối thành một cái ổ tiến họ ối thường thì cái có khi họ ối tính là có khi họ ối tới cái mức mà chảy máu sướng sướng thực quản cái cách đề phòng đơn giản thôi thì trong bán đầu thì tùy thuốc sử dụng nó cũng hạn chế. Tuy nhiên có một số thuốc chống nó ôn cũng sẽ được cái nhóm cái tên có học nhé trên cái răng cái thuốc mà chích và uống đó thì nó chống nó ôn giờ trên sản phẩm rất tốt được cho nghỉ ngơi ăn chế độ ăn hợp lý cũng không có cái thức gì quá không nóng quá không có chua cay quá và được đó thì đó là những cái bệnh cảm thấy sức được khỏe. Còn viêm thực quản á thì nó đi từ những cái chuyện nặng nề đến cái chuyện của những cái bệnh ung thư thì mình giảm được ví dụ như là hồi đó bị gãy thì gặp những cái ca gọi là giãn tự tử hay là dư tình tự tử xíu xa tức là coi như là viết một cái lá thư chuyện mà mọi người viết về cái lời của bố mẹ con bị yêu trẻ nghe không có được không bị tương tư trẻ nghe gì đó chàng không để gì đó nên nay con quyết định phải tư giả trên đời hẹn để chồng uống đi dặm vô giống chùa để nấu ăn á giống hạ sĩ đó chồng uống vô thì không chết nhưng mà ủa phải chạy vô chị rửa về dày quá trời luôn nhưng mà ngoài chị rửa về ra không thở sâu thì vô thì kiểm tra sợ luôn quá chết chuyện nghiệm quá thì thấy nguyên cái dày dày thì viêm rõ ra thì lúc đó là viêm cái thực quản thì viêm đỏ đấy thì lúc đó là dạ dày cũng viêm nữa thì cái đó là viêm thực quản cho ba cách nha. Còn cho đến cái trường hợp mà có nhiều cái chuyện phức tạp mà xã hội có người thì uống xà bông có người nói chung cũng có chất người uống xà bông có người uống như bụi kèm nữa đó vì lý do gì đó thì viêm thực quản cho ba cách đó viêm đỏ đó. Còn cái nhóm thứ hai á là cái nhóm bệnh nhân hãy được cởi á bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch á thì ngoài cái chuyện mà viêm trên miệng trên những nấm candida thì viêm thực quản rất là gặp ví dụ như là bị viêm do cái nấm candida cái này thì mình thực quản mấy khi cái giả sợi nấm này giả sợi nấm này nó tạo với lại mấy cái bò tử nấm các cái spore những cái bò tử nấm thì là giả sợi nấm cái gì hoặc là trên cơ địa suy giảm miễn dịch á thì có thể bị viêm thực quản do virus nữa virus ấy là những cái con virus mà gây thực quản điển hình như hãy cụ thể như là cái con herpes ở viết sinh viết virus thì cái này có thể tiếng 1, có thể tiếng 2 và thường thường là tiếng 1 có thể gây gì trên bệnh nhân bị giảm miễn dịch
cái nó cũng có phù trong nhân, cũng có tế bào của dạng hợp bào của dị nhân, cái tế bào dị nhân làm dạng dạng tế bào. Còn cái thứ hai đó là những cái con CMV, tức là cytomegalovirus, nó cũng từ trên dẫn dự tiện làm cho cái tế bào dị nhân, tế bào thực quản á, nó còn to ra, cái nhân nó lớn lên, làm nên cứ có cái biến trạng làm dạng, thì đó là những tế bào dị nhân virus. Rồi, bây giờ qua cái nhóm bệnh khác của thực quản là cái nhóm gọi là giãn tình giãn, tình giãn tới mặt thực quản. Bây giờ tôi nghĩ cái cơ chế này, giờ tôi cho cái gàn để lớp này hai lớp. Bây giờ cái gì gọi là tăng áp lực ở mặt chỗ đó. Bây giờ mình nhớ cái nhóm tĩnh mạch hệ thống á, cái vùng bụng ngực của mình á thì là cái nhánh xuất phát từ tĩnh mạch mặt treo dàn trên, thì nó lấy máu và cái dinh dưỡng cái ruột non á, rồi sau này nó dẫn về cái hệ thống sữa, hệ thống sữa cái dinh dưỡng gan á, để nó tích trữ cái dinh dưỡng cái gan và máu thì dùng về gan. Thì nhóm đó có thể có tĩnh mạch mặt treo dàn trên từ nhóm ruột non với một số nhánh đi từ cái dàn lên, và cái nhóm mà tĩnh mạch mặt treo dàn dưới lấy máu từ những cái vùng thấp như là cái đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng xích ma, trực tràng vân, thì kiểu nào thì nó cũng đổ về cái nhánh tĩnh mạch cửa để vô gan đó. Một số nhánh không có khác, ví dụ như là nhánh tĩnh mạch lấp, nó sẽ có cái hệ thống phòng máu qua lấp, rồi nhánh tĩnh mạch dạ dày bị trái nha, tĩnh mạch bị trái là dạ dày, và một nhánh đi lên cao nữa là nhánh tĩnh mạch thực quản. Vậy nó tóm lại là tôi đang nói về cái nguồn gốc của vấn đề đó, là có sự không nói về những cái thông tin mặt này, cái gì đi vô tĩnh mạch cửa. Hậu quả là gì? Hậu quả là khi bệnh nhân bị một cái tình trạng sơ gan mà từ nó vô có cái khi nó sơ đó, thì là giai đoạn là tăng áp lực tĩnh mạch cửa, đó là cái tình thử cái gì lâm sàng ở đi quá là được phải gặp đó. Khi bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa thì nó sẽ dồn máu qua những cái nhánh mà không nói, vậy không có gì khó nếu mà một cái bệnh nhân mà hơi sơ gan á, cái gì khác lâm sàng thì nó nhẹ hơn, thấy nguyên cái lọc của bệnh nhân to ra, xung huyết to ra, rồi do cái không tĩnh mạch lấp không nói á, thì dồn máu rồi đó. Rồi sau bệnh nhân cái kể thì là sao mà tôi ăn uống cái có tiền có ăn uống nên nó không được chịu quá tốt đó, thì có thể là ngoài những cái nguyên khác là có thể có bị dành là do xung huyết để dày cho cái nhánh tĩnh mạch bị dày, tĩnh mạch bị trái bị dồn máu lên. Và bệnh nhân còn kể là chuyện mà nuốt khó khăn nữa, thì khi mà nghe bệnh nhân nói nuốt khó khăn nó là coi chừng cái tĩnh mạch thực quản nó bị bệnh lên rồi đó, bị không nói với nhánh tĩnh mạch cửa, cái máu nó dồn lên đó, đầu tiên xung huyết ra cái nhánh tĩnh mạch ra giảm có nước nào rồi chừng thực quản nè, giảm tới cái bớt mà nó hình lên, rồi thậm chí nó phải gây rét nữa. Gây rét là tại sao? Thì nếu mà tại bệnh nhân ăn những món ăn cứng mà không có nhai kỹ, mà cố gắng nuốt để đi ngang qua nó sẽ làm sướng. Tôi vẫn kể câu chuyện mà thực ra câu chuyện này gốc ban đầu là từ phim Hàn Quốc thôi, nhưng mà hoàn toàn thực tế có thể lấy từ cái chuyện tình huống thực tế lần hàng mà đưa vào, là đó cái bé mà nó làm nó chào ghép gan trong cái bệnh viện lớn ở Hàn Quốc đó, thì nó bị sơ gan. Nhận bị sơ gan thì nó phải chỉ là chào ghép cái gan mới. Trong cái giai đoạn nó bị sơ gan đó, nó sẽ có biểu hiện là thoái khối ra máu, mà do cái tình trạng mỡ máu là do cái nó bị xước, nó bị xước cái tĩnh mạch thực quản, thì nó bị bắt đầu đó. Sau này nếu mà cái gì đi sâu cái ngành độ sâu thì nó sẽ bị quá, rồi chia tới ba bốn độ, từ cái mức độ là mới thấy nó hơi nổi chằn chịt, rồi tới lúc nó phình lên thì thậm chí nó bắt đầu có tình trạng xước tiểu máu. Thì cái bé này bác sĩ yêu cầu là ăn phải là ăn những cái thức ăn nhẹ nhàng, ăn cháo đó, ăn thức ăn dễ tiêu, dễ nhai, ăn mệt, đi qua không có tổn thương thực quản, thấy ăn cháo thôi. Mà cái gì cái tuổi trẻ, cái tuổi cái bé nó đang lớn á, nó thèm kia, ví dụ như là nó quấy ăn những cái món fast food, như là mấy bé nào cũng vậy, nào cũng thế chứ nè, có mặt cái hồ, cái kẹt xì, mặt nó sáng lên. Là vậy xong nó mới tâm sự cho một cái cô bác sĩ nội trú trong cái đêm đó, đi chào cái gàn nên là nó thèm quá. Và cái cô có lương nó lại nói chuyện với nó tự là nó hỏi nó còn ước mơ gì, chắc chỉ ước mơ là ăn những cái fry, mấy cái sợi dây chiên á, sợi dây chiên mà chiên tròn ngày rất 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 là nó thèm fry. Rồi cái cô thấy có cái cửa hàng mặc đồ nổ kìa, cái gì phải chạy ra cũng mua cho nó, vì có fry để ăn. Là tối thì chút vô là
thế là nó thấy là khi mấy cái bài tập của mình quá cái nhai đó nó nuốt mà đứt mà nó ăn thì cái món nó thích thì nó nuốt hào hào vô rồi khi nuốt nuốt vô xong thì nó bắt đầu nó đã hôn một nhà hôn phát cái nó nổi trong máu thế là trong cái viên gạch đó bài tập nó gần 10 đơn vị máu rồi thấy đau sơ cấp cứu rồi những dùng cái biện pháp phóng chặt bơm cái bóng lên đè lên bơm cái bóng lên đè lên cái chỗ đấy từ cái máu đó rồi cầm máu đó sáng ra là của bác sĩ nhân chủ là bị làm đeo đồ rồi rửa đeo đồ rồi nói chung cũng như là cái gì không ai có như vậy cái gan giờ rồi người chị cũng sợ lắm chị có nhớ thì cái đặc biệt như tôi nói là cái gì mới đó thì mới được tham gia khám từ bé rồi chỉ còn cũng là trong cái nước ngoài rồi nó bị chứng cái gì này chảy máu là chuyện cái gan đó thì xem trên điện thoại thì cái trường hợp nó tự động xem như vậy thấy cái tĩnh mạch nó giãn rộng ra cái ứ đầy hoặc cầu trong màng này với niêm mạc của cái tiểu cầu thực quản đó thì giờ mình qua cái nhóm bệnh lý thực quản khác cũng hết sức là hay và thú vị do cái ông bác sĩ Barrett ở Mỹ tìm ra gọi là thực quản Barrett. Thực quản Barrett là sao? Thực quản Barrett đó là ông mới phát hiện ra cái câu chuyện nó gọi là cái stress những cái vấn đề xã hội kinh tế xã hội á thì vào cái thời buổi mà căng thẳng gì á người ta lo kiếm sống thì người ta lo công việc nhiều quá cái người ta ăn uống thì không có theo cái thời gian cố định rồi do tình trạng lo lắng á sẽ dẫn tới một cái câu chuyện là cái cơn thắt công bị á thường khi khi gì ăn á rồi ăn một xuống như vậy thì cơ nó làm việc nó siết lại những cái tối của gì còn cái còn gì không rồi đó thì cho cái như vậy nó co bớt cái ăn nó có trọng lực lên mà nó đi xuống dưới đó, nó co bớt một thời gian trong thời gian xong nó sẽ đẩy xuống dưới tá tràng một vần nhưng mà ở những người mà bị lo lắng quá do áp lực công việc vân vân thì cái cơ bằng cơ thắt công bị á giãn ra khi nó giãn ra thì thậm chí cả cái lúc mà không ăn luôn, không ăn nó giãn ra thì khi mà chúng nó đói, ví dụ như 12 giờ thì còn công việc kia giữa nước chồng hay là việc giữa nước chồng và những chuyện đó thì giữa nước chồng cũng là empty stomach nữa lúc là đang đói, thì là lá vô xuống đó xong cái dịch vị nó tiết ra xong cái nó bị xiết lại, nó chạy ngược lên trên thực quản đó, thì ban đầu cái acid trong dịch vị gây viêm thực quản giờ cào được, chạy về thực quản thì nó có cái từ chuyên môn mà cái từ chuyên môn nó giống như là ví dụ như khoa nội tiêu hóa mà chạy vô cái đường ngang này đó bác sĩ nói bệnh nhân bị ghi ghi là cái bài gì ghi đó là gastroesophageal reflux tức là mình lấy cào được thì tự nhiên sẽ dạy lên thực quản nha còn lâu gặp bệnh nhân khác ở quan ngoại tiêu hóa bệnh nhân bị dis cấp dưới được giải thích dis thì mình ghi là thì bắt đầu là vậy thì bên này là cái niêm mạc thực quản bình thường những gì nó mòn tươi nó khác chứ mòn là khó như vậy tuy nhiên á sau một cái thời gian mà dịch vị nó trào lên ngoài á thì nó gây viêm tại chỗ trong cái máu dịch thực quản như vậy nó gây viêm đỏ cái viêm đỏ thì coi như là nó có cái màu hồng vượng đỏ vượng lên đó là giai đoạn đầu. Bây giờ nếu mà mình xin biết cái vùng mà nó sâu vô thấy vậy xin biết cái vùng niêm mạc như vậy á chỉ cái chỗ tâm vị với lại nó có một bát thực quản á thì mới đầu chỉ thấy tăng sản cái biểu mô gai thực quản thôi chứ ngắm cái nội mà với mô đề ngắm cái tế bào ngắm cái tế bào này nhưng mà từ từ á nó sẽ làm cho cái tuyến ở cái vùng đó nó bị chuyển sản ra thẩm dịch nó tức là cái dịch vị nó lên á thì cái phần tiểu cầu gai á thì nó bị quá gai thì nó bị quá tuyến giống như thẩm vị thì nó bị cái dịch vị quá chứ nó giống có cần nó kiếm giống thẩm vị thì giống như chỉ sẵn gai ở cùng đó với hậu quả là gì hậu quả là cái vùng non nớp chỉ sản tuyến nè rồi chỉ sản từ biểu mô gai của một tuyến đó thì nó sẽ dễ chuyển thành dịch sản rồi chuyển thành ung thư chuyển ra thành ra các tuyến thực quản thật ra từ cái câu chuyện ban đầu á ví dụ như bệnh nhân bị đó thì cãi cái gì nghe cho nó cũng sao tôi không ăn gì cái tôi có cảm giác ở chưa lên là
cái dịch bệnh đảo lên đó, cái miệng nó nhau chưa, chưa làm gì có bị viêm họng nhưng ra luôn. Nhưng mà có bị nặng nó thì bật cãi vì là cảm giác nóng rét sau sự ức, cái sự ức mình chữa là nóng rét, nhưng mà tiếng Anh thì nhiều khi nó dịch sai rồi là hơ vớt tức là hơ cái tim, vớt là bị nóng. Nhưng mà được cái dịch là cháy đi bọt cháy nè, cháy đi bọt cháy là trong cái các bọn da bọt sao hỏi. Còn cái này sự chính xác rồi cái ngôn ngữ của anh nó qua là cảm giác nóng rét sau sự ức đó. Thì từng có bệnh nhân cảm giác đó thấy cái bệnh nhân đi điều trị bây giờ sẽ đi nội sâu phải dùng thuốc ức chế chế bơm một lọc hàng cộng như là mấy cái nhóm như là oxycodone á, cái thuốc phải làm giảm cái độ axit của bệnh xuống để cho cái tình trạng bị giảm đi. Còn nếu không đó thì tình trạng sẽ kéo dài nó qua thực quản thôi. Thì cái người mà có cái con phát kiến ra cái chuyện mà từ cái thợ chua rồi thấm rét sau khi tức rồi để một thời gian không được chạy đó thì bệnh nhân bị ung thư thực quản, cái người đó là bị mỹ là có tim bao biết, nên chúng ta lấy cái tờ đặt cho cái tình trạng bệnh lý thì luôn là thực quản bao biết rồi. Thành ra cái này là biểu môn viên rất là dễ dàng, nhân lớn nhỏ đồng tiền nhân tăng sát với phương cực rồi bắt đầu nó nằm đặt trên dưới một này thì có thể chuyển thành các trường hợp phí và chỗ rồi các trường hợp nó sẽ đạt luôn, nó sẽ đạt luôn thành viên ra cái ung thư ví dụ một đề rồi cái đấy rất là dị dạng quan sát ngay nhân rất là bệnh nhỏ đều bị quên quan sát dị dạng của bao bệnh nhân và cảm nhận ra vấn đề. Thì cái đó là lúc đó là luôn là cả xin âm tí thực quản mặt trên nào thì nhân quyền thực quản có đẹp. Nếu mà nào sâu vô á thì thấy nguyên một cái khối trội xùi, thường thường cái nào cái vị trí dưới da giữa thực quản nó sẽ dưới cái khuôn tông bị như vậy thì nhưng không chơi được hết đó. Vậy cũng vậy chứng tỏ là thực quản có đẹp là cái tiền đề là yếu tố nguy cơ chính cái dẫn đến cả xin âm tí thực quản. Và bây giờ mình qua một cái ung thư khác của thực quản nó không có liên quan là carcinom tế bào gai thực quản. Tại vì không có thời gian bình thường tôi hay đó bệnh nhân sẽ có diễn biến khó nuốt, cũng khó nuốt không được. Nhưng mà cái tiền sử này thì nó đậm hơn, như là bệnh nhân có tiền căn hút thuốc lá, uống nhiều rượu, rồi những cái con virus mà nó sinh nhú là HPV, human virus, hậu chứng tương hơn vi sinh. Cái hậu chứng này bệnh nhân bị biến chất, rồi cái lòng bàn tay, lòng bàn chân bệnh nhân nó di ra nó vậy. Da dày lên ha. Rồi là cái tiền sử thì đó tôi kể cái trường hợp mà uống quá chất như là uống lộn thử nhiều cái uống nước kiềm rồi dùng cái đồ đồ nóng á thì họ tương quan không biết cái gì. Có một số người những thói quen thì lạ nha, cái gì quan sát bạn bè thân cộng đồng để đáp ứng là người ví dụ nhiều người á